trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm y tế, để cho niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Chúa. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời. Là bảy thiên thần cai bảy tai ương sau hết. Những tai ương này làm cho Thiên Chúa hết cơn thịnh nộ. Và tôi đã thấy như biển thủy tinh chan hòa ánh lửa và những kẻ đã thắng được mãnh thú và hình tượng cùng số tên của nó, đều đứng trên biển thủy tinh gãy đàn cầm, ngợi khen Thiên Chúa, và sướng bài ca vãn Môi-se tôi tớ Chúa, cùng bài ca vãn con chiên rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa thật vĩ đại và lạ lùng. Lạy Chúa là Vua hằng có đời đời, đường lối của Chúa thật công minh, chính trực. Lạy Chúa, ai lại không kính sợ Chúa và không ngợi khen danh Chúa? Vì chỉ có mình Chúa là đấng nhân lành, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa. Bởi vì sự xét xử của Chúa đã tỏ bày minh bạch. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy,
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù. Điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào. Vì chính thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan. Mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con. Và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền độ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, trong Phúc âm Thánh Luca chương 21 có một loạt bài nói về những ngày bị bắt bớ, những ngày mà thế lực sự dữ nó tấn công những người tin vào Chúa, rồi đi đến sự tàn phá Jerusalem và ngày tận cùng của thế giới. Tất cả mọi thứ để cho chúng ta biết rằng mọi cái trên trần gian này rồi sẽ qua đi, chứ không có tồn tại mãi. Nhưng mà đấng mà mọi người phải tôn thờ và Ngài đã chết và sống lại, đó là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một con người bình thường đâu. Chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến trần gian và Ngài đã chấp nhận qua con đường tử nạn để đến phục sinh vinh quang, để cứu độ tất cả mọi người. Thì môn đệ của Ngài, ở đây Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ của Ngài cũng sẽ bị bắt bớ, bị ức hiếp, bị nộp vào các hội đường và ngục tù. Điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, các con sẽ có dịp làm chứng. Ở đây Chúa nói về việc làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến trần gian, Ngài đã chết và sống lại. Cho nên Ngài là Thiên Chúa. Và khi tin Ngài là Thiên Chúa thì mọi lời Ngài phán dạy, chúng ta phải nghe lời. Lời của Chúa Giêsu vượt lên trên tất cả mọi lời của trần gian. Vì lời của con người rồi cũng sẽ chấm dứt với cái chết của mình thôi. Còn lời Chúa Giêsu là đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc đời đời, chứ không phải chỉ dừng lại ở trần gian. Vì vậy, khi chúng ta sống lời Chúa, thì dĩ nhiên thế gian thì đi ngược lại. Thế gian muốn lấy trần gian này làm trung tâm thôi. Con người chỉ muốn lấy trần gian này làm trung tâm, cho nên dành cho được tiền bạc, danh vọng, lạc thú, thì cái sự bắt bớ nó bắt đầu ngay từ ở trần gian này. Trước hết, sự kiêu ngạo của các hoàng đế luôn luôn muốn người khác tôn thờ mình là chúa tể. Và người tin vào Chúa dĩ nhiên xác nhận rằng dù là vua chúa, dù có quyền lực tới cỡ nào cũng chỉ là một con người, là tạo vật của Chúa. Tại sao kiêu ngạo như vậy? Và dĩ nhiên không tôn thờ các hoàng đế là bị bắt bớ rồi. Rồi suốt dòng lịch sử, nguyên cả 300.000 người tử đạo ở trong đế quốc Roma, còn những người lãnh đạo Do Thái giáo thì họ không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ. Cho nên họ đã bắt bớ, đã giết chết Chúa Giêsu. Thì môn đệ của Ngài cũng bị bắt bớ, bị giết chết, như thầy sáu Stefano chẳng hạn. Rồi bao nhiêu những người Do Thái quá khích đã ném đá Phaolô và đưa Phaolô tới tù đày, cũng như âm mưu giết hại Phaolô. Rồi Giacôbê cũng bị giết trong tay của vua Herodê để đẹp lòng người Do Thái. Còn
các thế lực chính trị, vua chúa, thì chúng ta biết không phải chỉ đế quốc Roma thôi, mà đi truyền bá tin mừng của Chúa ở bất cứ nước nào, nhất là tại Việt Nam, thì những cuộc bắt bớ thật là dã man. Và các vua chúa, họ chỉ có cho mình là số một và coi những cái tôn giáo khác không hợp với mình là tà đạo. Họ không muốn nghe sự thật, và cuối cùng những cái bắt bớ vô lý đã xảy ra, rồi cả những cái tin đồn thất thiệt đã được tung lên, và cứ vậy họ cứ tiếp tục nói những cái chuyện không có đúng, như Việt Nam nói rằng các linh mục đi móc mắt người chết, hoặc là những cái tin sai lạc về bí tích hôn phối. Họ thiêu dệt đủ điều, rồi cuối cùng họ bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng mỗi người thành tâm thiện chí thì dĩ nhiên là tìm kiếm chân lý và họ sẽ được cứu độ. Ở đây, Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa giữa bao nhiêu bắt bớ, nhưng những ai tin vào Chúa Giê-xu đã hiểu được lời của Chúa và Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu độ nhân loại, thì họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng nhân cho Chúa. Họ không sợ cái chết. Dù bị đe dọa, dù bị tấn công, bị giết chết, các ngài vẫn trung thành tới cùng. Và trước những cuộc bắt bớ thì không có sợ hãi, vẫn hiên ngang trả lời cho vua quan tất cả những lời họ hỏi. Vì Chúa Thần ở trên những vị thánh tử đạo, ở trong lòng của họ, tác động họ để họ yêu mến Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Mọi kẻ thù nghịch các con không có thể đối đáp lại sự khôn ngoan của các con. Rồi những người cùng một gia đình mà không cùng niềm tin hoặc là sợ bị vua chúa bắt bớ thì họ lại đi tố cáo những người tin vào Chúa. Và ngay cả những xung đột ở trong gia đình, chẳng hạn như người cháu của Andre Kim Thông đi tố cáo với quan về việc ông nội, ông cố của mình đã gặp gỡ những tu sĩ, những linh mục và giúp đỡ họ. Cho nên ông trùm Andre Kim Thông bị bắt và bị giết bằng cái chết trong tù đầy, ở trong tuổi già của ông. Vì vậy chúng ta biết những người tử đạo, họ đã bền đổ đến cùng, dù gian khổ cũng không làm gì được họ. Họ có một cái sức mạnh tinh thần từ thánh thần tình yêu của Chúa, cho nên gươm đao, tù đầy, đánh đập đều không làm gì được họ. Họ vẫn giữ một niềm tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô. Sức mạnh đó không phải đến từ con người, mà đến từ thánh thần tình yêu của Chúa. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã báo trước và Ngài đã thấy con cái của Ngài sẽ đi cái con đường tử nạn để đến phục sinh với Chúa, và chết cũng không có sợ, thì còn gì trên trần gian này làm cho họ sợ? Không có gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã nói như vậy, và nhiều vị tử đạo cũng đã tiếp tục sống cái niềm tin này. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, vì Chúa là tình yêu và Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúa đã gánh tất cả tội lỗi của nhân loại. Vì vậy, chúng ta đáp trả bằng trọn vẹn cuộc đời của chúng ta. Ngày nay, giáo hội của Chúa cũng gặp nhiều bắt bớ khác trong các nước Hồi giáo hoặc trong những quốc gia xã hội chủ nghĩa và ngay cả trong những thế giới mà người ta thật sự chống lại Kitô giáo, thì bất cứ cái gì người ta cũng muốn đập phá, loại trừ, để tất cả đều hưởng cái tự do sống theo ý muốn của mình, chứ không có tôn thờ một Thiên Chúa, không có tôn trọng sự sống, thì dĩ nhiên là xã hội đầy thử thách cho những người tin vào Chúa Kitô. Và Chúa nói rõ cho chúng ta biết, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Một khi đi theo con đường của họ, thì dĩ nhiên họ sẽ hỗ trợ và im lặng
nhưng mà đi con đường của trần gian để sống nghịch lại ý muốn của Chúa. Phá thai, đồng tính luyến ái, hưởng thụ tính dục cờ bạc rượu chè thuốc phiện dâm ô, rồi tìm kiếm những cái danh vọng hão huyền của trần gian, để rồi khi giờ chết đến, tất cả thứ đó có nghĩa gì đâu. Cho nên lựa chọn con đường của Đức Kitô đi, làm đẹp lòng Chúa Cha là đứng tạo dựng chúng ta cho Chúa. Đó là cái bình an và hạnh phúc cho chúng ta bây giờ và trên thiên quốc. Dù chúng ta có chịu sỉ nhục, chịu bắt bớ, chịu thiệt thòi, nhưng tất cả đều để chứng tỏ chúng ta yêu mến Chúa, làm chứng nhân cho Chúa trong thời đại hôm nay. Rồi trong một cái thế giới hoàn toàn tự do, chúng ta có lựa chọn sắp xếp thời khóa biểu của chúng ta, có giờ cầu nguyện, có giờ đến với thánh lễ, có giờ ưu tiên một sống cho Chúa, sống lời Chúa và lựa chọn ý muốn của Chúa, hay là lựa chọn cái con đường hưởng thụ chóng qua của trần gian. Biết bao nhiêu những thử thách mà ngày nay nếu chúng ta không xác nhận niềm tin của chúng ta, con đường của chúng ta đi cùng đích của đời mình, thì chúng ta sẽ bị lạc lối trong xã hội hưởng thụ ngày hôm nay. Do đó, đời sống của chúng ta trước tiên là phải xác nhận niềm tin của chúng ta vào Chúa bằng học hỏi lời của Chúa, học hỏi giáo lý để biết rõ cùng đích của đời mình và bền đổ đến cùng trong hướng đi của đời mình, thì Chúa giúp chúng ta giữ linh hồn của chúng ta luôn luôn trung thành với Chúa là nguồn hạnh phúc và bình an bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, như các thánh tử đạo đã trải qua, các tông đồ đã trải qua, các người sống lành thánh đã trải qua, như bao nhiêu vị thánh tử đạo Việt Nam, bao nhiêu những người đã từng sống trên trần gian và chịu thử thách, như cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chẳng hạn, Đức Hồng Y Thuận. Các ngài đều sống đúng lời của Chúa và theo sát Chúa Giêsu Kitô để qua tử nạn mà đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Amen. Về Chúa ngay lúc con còn trong lòng mẹ, con thuộc về Chúa ngay khi con vừa mới hạ sinh, con thuộc về Chúa khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa ơi, con thuộc về Chúa khi sớm mai và khi chiều tàn, con thuộc về Chúa khi dương gian dù nắng dù mưa, con thuộc về Chúa khi lòng con một lời, con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô biên vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con,
thuộc về Chúa. Ngay lúc con còn trong lòng mẹ, con thuộc về Chúa. Ngay khi con vừa mới hạ sinh, con thuộc về Chúa. Khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài. Chúa ơi, con thuộc về Chúa. Khi sớm mai và khi chiều tàn, con thuộc về Chúa. Khi dương gian dù nắng dù mưa, con thuộc về Chúa. Khi lòng con vẫn vương bao tội đời, con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài. Thuộc về Ngài mà thôi. Tình thương Chúa bao la vô biên vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ. Một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 27 tháng 11, lễ Thánh Francesco Antonio Fasani, sinh năm 1681, qua đời năm 1742. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Francesco Antonio Fasani qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Sinh ở Lucera, miền nam nước Ý, Francesco gia nhập dòng Francisco năm 1695. 10 năm sau khi được chịu chức linh mục, ngài dạy chiết cho các đệ tử, làm quản lý nhà dòng và sau đó làm bề trên. Khi nhiệm kỳ chấm dứt, ngài làm giám đốc đệ tử viện và sau cùng trông coi một giáo xứ trong vùng. Trong các công việc, ngài là một người nhân từ, đạo đức và hãm mình. Ngài được người ta tìm đến để xưng tội và nghe giảng. Một trong những nhân chứng cho việc phong thánh của ngài xác nhận. Trong bài giảng, ngài nói một cách bình thường, nhưng tâm hồn tràn ngập tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, như được Chúa Thánh Thần nung đốt. Ngài đưa ra các lời lẽ cũng như hành động trong phúc âm, khích động người nghe và thúc giục họ ăn năn sám hối. Thánh Francesco còn là người bạn tốt của người nghèo. Ngài không bao giờ do dự tìm đến các ân nhân một khi có nhu cầu cho người nghèo. Khi ngài từ trần ở Lucera,
các trẻ em chạy khắp đường phố và la lớn: "Ông Thánh chết rồi! Ông Thánh chết rồi!" Francesco được phong thánh năm 1986. Cuộc đời mỗi người là tùy thuộc chúng ta lựa chọn. Nếu chúng ta keo kiệt, chúng ta sẽ trở nên người bủn xỉn. Nếu chúng ta sống yêu thương, chúng ta sẽ trở nên người nhân hậu. Sự thánh thiện của Thánh Francesco Antonio Fassani là kết quả của những lựa chọn nhỏ bé để cộng tác với ơn sủng của Thiên Chúa. Trong bài giảng nhân dịp phong thánh cho Thánh Francesco, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chia sẻ về đoạn phúc âm Gioan chương 21 câu 15. Trong đó Đức Giêsu hỏi Thánh Phêrô có yêu Ngài hơn các tông đồ khác không? Và sau đó Chúa nói với Thánh Phêrô: "Hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy." Đức Giáo Hoàng nhận xét yếu tố quyết định sự thánh thiện của một người là tình yêu. Thánh nhân là người đã biến tình yêu được Đức Kitô dạy bảo trở thành đức tính căn bản của đời sống, là tiêu chuẩn cho sự suy nghĩ và hoạt động, là đích tối cao cho những khát vọng của Ngài. Trích trong tờ The Observatore Romano, tập 16 số 3 năm 1986. Bôn ba nơi trần thế, nhưng con vẫn trông lên trời. Lênh đênh trên sóng đời, tình Ngài là bờ bên con xuôi. Lòng đong trong cuộc sống, nhưng con cậy trông nơi Chúa. Vì Chúa là đường lối con theo, Chúa là bờ bên con neo. Dốc đời dù có treo leo, lòng vẫn tin yêu. Chúa ơi, con vẫn tin nơi Ngài, một niềm phó thác cậy trông. Chúa ơi, không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa nương, là bên quê tình thương. Băn khoăn đi tìm lối, ngu ngơ giữa phiên chợ đời, nhưng con luôn có Ngài, tìm Ngài để gửi gắm tương lai. Ban mai hay chiều xuống, con luôn cậy trông nơi Chúa. Vì Chúa là đường sống hôm nay, Chúa là mộng ước hôm mai. Lối đời dù lắm chông gai, cậy mến không phai. Chúa ơi, con vẫn tin nơi Ngài, một niềm phó thác cậy trông. Chúa ơi, không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa nương, là bên quê tình thương. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa nương, là bên quê tình thương.
Đài phát thanh xin thông báo. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót có tổ chức chuyến hành hương và tham quan tại Washington DC, Maryland và Philadelphia từ ngày 24 tháng 3, 2025 đến 28 tháng 3, 2025. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào website radioltxc.org hoặc gọi cho chị Lan Chi với số phone 405-973-6348. Chân thành cảm ơn quý thính giả. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe chuyện tích các linh hồn qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ngày 27, cầu nguyện cho các đặng linh hồn mồ côi trong luyện ngục đẹp lòng Chúa vô cùng. Người ta thường kể cho ta nghe nhiều khi các linh hồn người chết hiện về gây nên những tiếng động kinh hồn, xô đẩy bàn ghế trong nhà. Tại Ferrara, nước Ý, có một trong những lâu đài sang trọng nhất bỏ trống. Vì đêm nào cũng nghe ồn ào mà không ai được biết nguyên do. Một sinh viên luật tin chắc thật ra người ta chỉ là sợ hãi đó thôi. Anh tình nguyện đến ở trong nhà đó và sẽ chứng minh những điều sợ hãi kia là vô căn cứ. Miễn là người ta chịu bảo đảm cho anh chiếm cứ một phòng, không phải trả tiền trong 10 năm. Nghiệp chủ bằng lòng ngay. Và ngay ngày đôi bên thỏa thuận, anh đến ở với sách vở và hành trang đầy đủ. Đêm đến, không chút sợ hãi, anh ung dung ngồi học. Anh đã xin làm phép đèn cầy nên anh thắp để nhờ thánh vật ấy che chở phòng khi ma quỷ đến quấy phá. Anh điềm nhiên chăm chú học hành. Đến gần nửa đêm, một tiếng động dị thường vang lên khắp các phòng. Có thể nói đó là tiếng xiềng xích kéo lê thê, nặng nề trên nền nhà. Không chút nào núng, người thanh niên sẵn sàng chờ xem tiếng động tiến tới phía mình. Anh quắc mắt nhìn phía cửa bỗng nhiên mở ra. Anh nhìn thấy một linh hồn với hình dạng quái dị, tay chân bị xiềng xích. Không nói nửa lời, cũng không đáp lại những câu anh hỏi. Hắn ngồi bên cạnh anh và nhìn với cặp mắt ghê rợn. Chàng thanh niên bắt đầu run lập cập, nhưng trong lòng thầm thì cầu nguyện cùng Chúa và tiếp tục giở sách. Cuối cùng, với một giọng rầu rĩ, linh hồn ấy hỏi: "Thế anh tìm gì mà chu đáo vậy?" "Tôi tìm nguyên văn một đạo luật để tham khảo." "Trong quyển sách đó không có đâu. Lấy quyển kia và anh sẽ gặp ở trang." "Cảm ơn." Chàng thanh niên đáp và tiếp tục làm việc. Trời vừa hừng sáng, linh hồn ấy đứng lên và đi ra với xiềng xích lẻng xẻng. Còn anh sinh viên, tay cầm đèn, đi theo linh hồn đến chỗ như cái hầm. Tại đây, đất như mở ra và linh hồn ấy chui xuống. Anh chàng để cây nến đã được làm phép tại chỗ linh hồn biến đi và chạy đi. Anh kể lại chuyện hài cốt của một người đàn ông vô danh. Họ đi mời linh mục đến, bỏ hài cốt vào một
tiểu làm đủ mọi nghi thức đạo và đem chôn. Nhiều thánh lễ cầu cho linh hồn đã được cử hành cho người quá cố. Bấy giờ, người ta không còn nghe một tiếng động nào trong lâu đài ấy nữa. Mọi người đều tin chắc là Thiên Chúa cho phép một linh hồn mồ côi ở luyện ngục hiện về cầu cứu như vậy. Nghe lời khuyến cáo, khỏi rơi vào luyện ngục. Cha Duchi dòng tên đã động viên được ba chị em người La Mã vào dòng tu. Cô thứ ba được một chàng kỵ mã theo đuổi, nhưng cô không màng nhìn liếc vì đã quyết tâm từ giã thế tục. Anh chàng vẫn nuôi hy vọng lôi cô ra khỏi dòng với những lá thư diễm tình. Anh tha thiết van cô lui tới để cùng nhau hưởng lạc thú tự do. Cha Duchi hay tin, khẩn khoản xin Chúa cho thiếu nữ ấy được can trường và bền trí. Ngày kia, trên đường nghĩa vụ đạo đức, Ngài gặp người kỵ mã. Ngài khuyên anh: "Xin anh hãy có lòng bác ái, đừng quấy rầy một tỳ nữ của Chúa và đừng trở nên tình địch với người. Nên nghĩ đến phần rỗi mình và đừng làm mất linh hồn kẻ khác. Không bao lâu nữa anh sẽ ra trước mặt Chúa và bây giờ anh sẽ thấy giá trị nhân đức và tình yêu thế tục như thế nào." Người thanh niên xin lỗi một cách chân thành, hứa suy nghĩ những lời khuyến cáo đó rồi lên ngựa sau khi kính cẩn chào linh mục. Nhưng ngựa vẫn theo đường cũ. Lời tiên tri của cha Duchi ứng nghiệm. Người kỵ mã chết nửa tháng sau đó. Một buổi tối kia, ba chị em đang cầu nguyện. Cô trẻ nhất cảm thấy ba lần như có ai kéo đằng sau. Và cô nghe: "Đến phòng khách gấp." Dù không thấy ai và hơi sợ, nhưng cô cầm đèn đến phòng khách. Cô thấy một người đàn ông sải bước. Cô hỏi: "Thưa ông là ai? Ông đến có việc gì trong giờ này? Vì sao lại gọi tôi?" Khách không đáp, tiến lại gần hơn, mở áo choàng mình ra. Dì Phước thấy cố nhân bị trói như một tên tội phạm, trói bằng xiềng lửa ở cổ tay, đầu gối và chân. Người ấy kêu lên: "Cầu nguyện cho tôi!" và biến ngay. Linh hồn đó rên xiết trong cực hình luyện ngục và xin được cứu giúp. Ba chị em và cả nhà dòng cầu nguyện gắt gao hơn nữa cho anh. Hạnh phúc biết bao nếu người kỵ mã biết nghe lời cha Duchi. Cha Carafa, tổng quyền dòng tên, được mời đến bàn phép cho một lãnh chúa bị án trảm quyết. Đương sự nghĩ mình không đáng án tử hình và phải chết. Quá nhục nhã như vậy nên thật khó mà nhẫn nhục hoàn toàn. Nhưng cha bề trên đã khéo thuyết phục, đến đỗi vị lãnh chúa tuyên bố hân hạnh được chịu cực hình đó để đền tội lỗi đã phạm trong đời mình. Đương sự lớn tiếng tuyên xưng như vậy cả ở trên máy chém. Nghe những tâm tình đầy đạo đức đó, dân chúng rất cảm phục. Chúa hài lòng vì ông ta biết phục tùng thánh ý người. Ngay sau cuộc tử hình, cha Carafa đến thăm bà mẹ của tử tội và báo tin. Khi con bà bị chém, cha thấy linh hồn ông bay lên trời và các thiên thần vội vã đội mũ triều thiên cho ông. Một linh mục đến hỏi cha có nên cầu nguyện và dâng lễ cho người quá cố ấy không, nhưng cha đáp: "Không cần. Chúng ta vui mừng thì hơn, bởi vì tôi cho các anh hay, linh hồn đó không bay ngang luyện ngục." Một lần khác, cha đang bận rộn một thánh vụ, bỗng dừng lại, mặt mày biến đổi,
mắt ngước nhìn lên và kêu lên nhiều lần. Ôi, thật tốt số! Ôi, thật tốt phần! Người ta hỏi ngài, như vậy có nghĩa là gì? Ngài đáp, đó là linh hồn của người tử tội hiện về đầy vinh phúc. Xin sống lại để đền tội lập công cho kẻ chết. Trần Phước Christine kỳ diệu, hết lòng sùng kính các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Để giải thoát cho các linh hồn đó, nữ Trần Phước hãm mình, đánh tội và khắc khổ quá mức tưởng tượng. Các thiên thần dẫn linh hồn ngài vào luyện ngục để chứng kiến các thứ khổ hình, rồi Trần Phước được đưa lên thiên đàng. Chúa cho Trần Phước chọn. Một là ở lại hưởng vinh phúc, hai là trở về thế gian để lập công đền tội cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Trần Phước xin về trần gian chịu khổ. Ngài sống lại giữa những người đang chôn xác ngài và bắt đầu những khổ chế hết sức gắt gao. Ngài coi như không những ngày không ăn, không uống, coi như không việc lăn xả vào gai nhọn hay đánh đập rách nát thân mình, hoặc nhảy vào lò lửa đỏ rực, hoặc đâm mình tới cổ vào những hồ nước đá. Ngài xông xả vào các bánh xe, cối xay hoặc để cho răng sắt, các thứ máy cào xé thân xác. Chúa thường làm phép lạ các linh hồn mà Trần Phước giải phóng hiện về cảm ơn. Thường thường là cả hàng ngàn. Quận công Lê Ông là Luy hiện ra xin Trần Phước Christine thương xót vì phải quằn quại trong bao khổ hình khủng khiếp. Ngài chịu để thiêu đốt và chịu ngâm mình lạnh cóng trong những hồ nước đá và tiếp tục chịu như vậy cho đến khi người quá cố tái hiện đầy vinh quang và cảm ơn ngài đã cứu giúp. Lời nguyện. Kính lạy Trần Phước Christine, thật kỳ diệu thay gương bác ái siêu việt của ngài. Là thân liễu yếu đào tơ, ngài đã không quản ngại tạm xa tuyệt phúc thiên đàng và đành hy sinh gánh chịu muôn vàn cực hình khủng khiếp, làm giá siêu độ cho các đẳng linh hồn. Tha thiết xin ngài cầu cho chúng con biết phần nào noi gương thật cao cả, thật kỳ diệu và đầy bác ái của ngài. Chuyện một bà mẹ ở trong luyện ngục. Các con bỏ quên mẹ trong luyện ngục. Ngày 3 tháng 2 năm 1944, một cụ bà gần 80 tuổi qua đời. Cụ bà đó không ai khác là thân mẫu tôi. Tôi lặng lẽ chiêm ngắm gương mặt mẹ dịu hiền nơi nhà nguyện nghĩa trang trước khi hạ huyệt. Trong tâm tình con thảo và nhất là trong tư cách linh mục, tôi thì thầm với mẹ. Mẹ à, từ ngày có trí khôn đến giờ, con chưa bao giờ thấy mẹ lỗi phạm nặng nề một luật nào của Chúa. Và tôi hồi tưởng những chặng đường qua của cuộc đời mẹ. Mẹ tôi có một đời sống thật gương mẫu. Sở dĩ tôi được làm linh mục phần lớn là nhờ công lao của mẹ hiền. Mỗi ngày mẹ tôi tham dự thánh lễ, rước lễ, kể cả vào những năm cuối đời, tuổi đã cao. Khi đi cũng như lúc về, mẹ tôi đều cầm tràng hạt trong tay. Mỗi khi rỗi rảnh, mẹ tôi thường lần hạt, đọc kinh Mân Côi. Mẹ tôi rất có lòng bác ái, thương người đến độ mất một con mắt chỉ vì liều mạng cứu sống một người đàn bà nghèo. Chưa hết,
mẹ tôi luôn chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Ngày thân phụ tôi qua đời, mẹ tôi hỏi: "Trong lúc này đây, mẹ có thể than thở gì với Đức Chúa Giêsu để làm đẹp lòng Ngài?" Tôi trả lời: "Mẹ cứ lặp đi lặp lại câu: Lạy Chúa, xin cho thánh ý Chúa được thực hiện." Trên giường bệnh, mẹ tôi lãnh các bí tích sau cùng với đức tin sâu xa. Mấy giờ trước khi tắt thở, mẹ tôi đau đớn vô cùng, nhưng mẹ không ngừng lặp đi lặp lại: "Lạy Đức Chúa Giêsu, con muốn xin Chúa giảm cơn đau cho con. Tuy nhiên, con không dám áp đặt ý con trên thánh ý Chúa. Trái lại, xin cho thánh ý Chúa được thể hiện." Với lời sau cùng này, mẹ tôi, người phụ nữ đã cưu mang, sinh hạ và dưỡng dục tôi nên người, chút hơi thở cuối cùng. Sau khi mẹ tôi qua đời, ai ai cũng nức lời khen ngợi mẹ, người đàn bà đức hạnh. Tuy nhiên, tôi không để ý đến lời ca tụng của người đời cho bằng nghĩ đến sự phán xét công minh của Thiên Chúa. Do đó, tôi làm nhiều việc lành, sốt sắng dâng thánh lễ và không ngừng cầu nguyện cho linh hồn mẹ sớm tận hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Ngoài ra, mỗi khi có dịp giảng, tôi đều nhắn nhủ các tín hữu Công giáo hãy năng nhớ giúp đỡ các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Giúp đỡ bằng nhiều cách: tham dự thánh lễ, rước lễ và làm việc lành phước đức, bố thí giúp đỡ người nghèo. Thiên Chúa nhân lành cho phép mẹ hiện về với tôi. Đúng 2 năm rưỡi sau khi qua đời, mẹ tôi bỗng xuất hiện trong phòng dưới hình dạng con người. Mẹ trông thật buồn bã. Mẹ tôi nói: "Các con đã bỏ quên mẹ trong luyện ngục." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, cho tới bây giờ mà mẹ còn ở trong luyện ngục hay sao?" Mẹ tôi đáp: "Đúng thế, mẹ vẫn còn ở trong luyện ngục. Bóng tối vây phủ linh hồn mẹ, khiến mẹ không thể trông thấy ánh sáng là Thiên Chúa. Mẹ đang ở ngưỡng cửa thiên đàng, gần nơi an vui vĩnh cửu, và mẹ nồng nhiệt ước muốn được vào, nhưng mẹ không thể nào vào được. Không biết bao nhiêu lần mẹ tự nhủ: nếu các con biết mình đang bị dằn vặt khốn khổ khôn lường, hẳn là chúng đã cấp tốc ra tay cứu giúp mình." Tôi hỏi tiếp: "Sao trước đây mẹ không hiện về báo cho chúng con biết?" Mẹ tôi buồn bã trả lời: "Mẹ đâu có được phép." Tôi hỏi lại: "Mẹ vẫn chưa được trông thấy Thiên Chúa sao?" Mẹ tôi giải thích: "Khi vừa tắt thở, mẹ đã được trông thấy Chúa, nhưng chưa được trông thấy trọn ánh sáng vinh quang của Chúa." Tôi hỏi tiếp: "Chúng con có thể làm được gì để giúp mẹ ra ngay khỏi luyện ngục?" Mẹ tôi nói: "Mẹ chỉ cần duy nhất một thánh lễ. Chúa cho phép mẹ hiện về để xin con điều đó." Tôi không quên dặn dò mẹ: "Khi nào được vào thiên đàng, mẹ nhớ hiện về ngay báo tin cho con biết." Mẹ tôi trả lời: "Nếu Chúa cho phép mẹ hiện về, ôi ánh sáng thật tuyệt vời." Vừa nói, mẹ tôi vừa biến mất. Chúng tôi dâng 2 thánh lễ cầu cho linh hồn mẹ. Một ngày sau, mẹ tôi hiện về nói: "Mẹ đã được vào thiên đàng rồi." Chứng từ của cha Giuseppe Tomaselli, người Ý, dòng Don Bosco. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa, chính người sẽ cứu chuộc Israel
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Thánh Vịnh 130. Thật ra xưa còn ghi dấu, mẹ hiến dâng con một dấu yêu, chuộc tội cho nhân chân say đắm. Này giờ đây xin mẹ thương cứu vớt bao linh hồn, từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu rọi hết mọi linh hồn, nhạt nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin mẹ đoái về nơi thiên tòa cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cuộc đời mẹ bề trên các vị nghi, The Immigrant Saint Francis Xavier Cabrini, của tác giả Pietro Di Donato, do Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Teresa Mai Phương, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Dư Xe Trọng Ngà, Dominico Ngọc Cung, Maria Ái Nghĩa, Cecilia Vân Yên, Phêrô Đức Thành, Maria Trâm Kelly, Phaolô Kinh Quyền và Anne Thu Hằng.
Không lâu sau, trường học và nhà trẻ mồ côi được khánh thành. Mẹ Cát Vị Nghi lại đi lên hướng trên Nữ Ước tìm kiếm những khu dân cư Ý Đại Lợi nho nhỏ. Mẹ đi hướng đông, hướng tây, gặp nhiều cụm dân Ý Đại Lợi ở cả Brooklyn, Staten Island và Hoboken. Trong lúc vừa đi tắm, vừa quyên tiền trợ giúp, mẹ nhận thấy tội lỗi sinh ra từ những khó khăn của cuộc sống ở Tân Thế Giới. Gần khu Ý Đại Lợi nhỏ bé, có một khu nhà tập thể chật cứng, nhiều gia đình người Do Thái ở. Mỗi phòng đều có nhiều người, gần 20 người, cả nam và nữ sống. Mùi hơi người, mùi thức ăn, mùi chất thải trộn lẫn không thể chịu được. Hầu hết giữa sảnh khu nhà tập thể của người Do Thái đều có treo một cuộn giấy kinh viết tay. Mẹ hầu như hay gặp những ông Do Thái với nón trên đầu, áo dài, râu dài. Mỗi lần họ đi ngang lời kinh, họ luôn cúi chào. Mẹ Cát Vị Nghi không cần ở lâu cũng biết thực tại cuộc sống ở Nữ Ước. Đúng như những gì Đức Tổng Giám mục Corrigan nói, nhà trẻ mồ côi hiện đang ở một vị trí không tốt. Trung tâm thành phố và do các nhà chính trị, nhà địa ốc, các nhà giàu có không muốn có một nhà trẻ nghèo trong vùng của họ. Mẹ Cát Vị Nghi nhận thấy chỉ có cách tồn tại là di rời nhà ra khu xa trung tâm, miền đồng quê. Trong tâm trí mẹ mong muốn có một khu nhà rộng, có vườn cây êm ả thôn quê như căn nhà của gia đình mẹ lúc mẹ còn bé ở San Angelo. Mẹ mường tượng, đấy là một khu đất rộng nhiều mẫu anh, nằm giữa đồi và đồng bằng. Có suối nước, có rừng cây, vườn cây ăn trái, vườn rau, bò, gà, dê, chim và hoa trồng khắp sân. Đấy là nơi tốt nhất cho trẻ em. Không lâu sau, khi có thị kiến về nhà trên đồi, một đêm, mẹ Cát Vị Nghi có một giấc mơ tin báo về căn nhà và mẹ đem trình lên Đức Tổng Giám mục Corrigan. Thưa Đức Giám mục, con công nhận là Ngài đúng khi nói vị trí căn nhà không tốt cho các em. Con có một giấc mơ về khu đất. Con xin kể cho Đức Giám mục nghe. Đức Giám mục nói, quá tốt! Hiện nay có một khu đất dọc theo sông Hudson Trắng. Mẹ đáp, xin thưa là không phải. Khu đất có hướng phía bắc đầu sông Hudson. Vậy con có ý kiến, chúng ta nên đi xe ngựa đến hướng trên sông xem sao. Họ dừng lại tại khu Peekskill hướng tây bắc. Mẹ chỉ về phía bên kia sông, nơi có vài căn nhà trên đồi. Rồi mẹ reo lên, nơi đấy, đấy là nơi cho các em. Đức Tổng Giám mục mỉm cười trong sự ngạc nhiên nói, mẹ Cát Vị Nghi, đấy là một khu đất rộng của các tu sĩ dòng tên. Có thật đấy là mong muốn của Thiên Chúa chúng ta? Mẹ gật đầu nói, đấy có thể là ý muốn của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đang mong chờ Ngài ngỏ lời cùng các tu sĩ dòng tên, dĩ nhiên là với giá rẻ. Tháng 11 năm 1898, mẹ lại quay về Nữ Ước. Rất nhiều nhà thờ, các giáo khu họ đạo đã mời nhà dòng Thánh Tâm Chúa Giê-xu mở trường học công giáo với đề nghị cung cấp sẵn lớp học. Rất nhanh chóng, các trường học được mở tại Nữ Ước như họ đạo Chúa Biến Hình Trên Núi, họ đạo Thánh Rita, họ đạo Đức Bà Pompeii. Riêng ở khu Bronx, vùng bắc của Nữ Ước,
thì mẹ phải thuê một nhà máy cũ để làm trường học. Ở Newark and New Jersey thì cũng tương tự, mẹ cũng phải thuê hai nhà kho cũ làm lớp học. Tại Newark, sau khi trả tiền thuê nhà tháng đầu cho các dì Phước ở, mẹ chỉ còn đúng 6 xu cho ngày mai. Tôn chỉ của mẹ là mở trường học trước, cho dù còn thiếu tiện nghi và tiền chi tiêu cho tháng kế. Vì với chương trình học khoa học trong một giáo khu họ đạo bừa bộn đang rất cần có được một trường học bên cạnh nhà thờ hoang sơ, bàn thờ bằng đá. Ngay sau khi lớp học được mở, tất cả các phụ huynh đều muốn gửi con vào học. Nhà bank đề nghị cho mượn tiền mở rộng lớp. Các cha, các thầy tìm kiếm giúp bàn ghế, sách vở. Giáo dân hết lòng giúp một tay, cho nên hiếm khi trường học công giáo mở ra và bị thất bại. Cái tên Mẹ Cát Vị Nghi được nghe như một bản nhạc tân thời ở các hàng giáo sĩ, cả các nhà lãnh đạo dân sự lẫn người di dân ý đại lợi. Năm 1899, cha Morcini ở Chicago gửi thư mời mẹ mở trường học tại nhà thờ cổ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tháng 5 năm đó, mẹ đã đến Chicago cùng với 14 dì Phước. Cha Morcini đã chuẩn bị sẵn trường học, một tòa nhà đẹp dành cho mẹ và các dì Phước. Vấn đề bây giờ là học sinh và các môn học. Mẹ đã từ từ tìm hiểu và biết Chicago là một cánh đồng rộng lớn đang rất cần sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nhưng trước khi mở trường học, mẹ đã tìm hiểu thật kỹ lưỡng về xã hội, về những khía cạnh tệ nạn, những vấn đề mà người di dân đang đối phó. Mẹ đi bộ hàng ngày trên đường phố, hỏi thăm tất cả những ai trên đường mẹ gặp. Mẹ đã đến thăm từng nhà người Ý ở khu vực này. Mẹ nói chuyện với các chị thợ làm bánh, với tất cả mọi người để hiểu thêm những khó khăn phía sau họ. Sau cuộc nội chiến, Chicago là thành phố phát triển thứ hai sau New York. Nơi đây cũng nổi tiếng với các băng đảng trong thế giới ngầm, là trung tâm đóng gói xuất khẩu đi khắp thế giới cùng với các vựa ngũ cốc, vựa gỗ, trung tâm công nghiệp nặng. Nhân công rẻ mạt đang bị cuốn vào các máy nghiền tất cả các ngành. Trận cháy lớn tháng 10 năm 1871 làm hơn 100.000 người không có nhà ở. Sau trận cháy thì hầu hết người lao động được sống trong những khu nhà xây sẵn do các nhà đầu tư xây nên. An toàn và tiện nghi có tăng lên đôi chút, nhưng vệ sinh, sinh hoạt thì còn rất kém. Nạn dịch bệnh tràn lan, cha mẹ không dám để trẻ con một mình vì sợ đám chuột đói. Thức ăn cũng phải để trong thùng kín hay treo trên trần nhà. Mùa hè nóng ngột ngạt, trong nhà chen chúc người thì bệnh thương hàn và ghẻ lở là khách hè quen thân. Mùa đông lạnh thì lại có hai vị khách khác là viêm phổi và lao phổi. Chưa kể đến các dịch bệnh từ công việc. Cho nên tin tức về người này, người kia rời xa thế giới diễn ra hàng ngày rất bình thường. Nạn dịch bệnh tinh thần cũng tràn lan không kém. Nhà chứa, xe đẩy bán cần sa, thuốc phiện ngay cửa khu nhà ở. Trẻ em thì như đang sống trong sa mạc, vây bủa muôn thú dữ. Hơn ai hết, mẹ Cát Vị Nghi biết những nơi cần có cha đạo, có nhà thờ, có dòng tu thánh tâm Chúa Giêsu. Tất cả sẽ đem lại điều tốt đẹp cho người dân, bảo vệ các con chiên an toàn dưới đôi cánh sinh hoạt của họ đạo. Bệnh viện cũng là cần thiết không kém. Mong muốn sâu thẳm trong tâm hồn mẹ là mang đến cho các em được đi học. Các em là bông hoa của thiên đàng, các khuôn mặt ngây thơ của các em là hình ảnh của Thiên Chúa. Chỉ có giáo dục mới giúp các em vững chắc
như những người lính chiến đấu chống lại cái xấu trong chiến trường tệ nạn xã hội sau này. Trong một số lần mẹ vô lớp học, dì Phước nhường ghế cho mẹ dạy các em bất kỳ chủ đề gì. Mẹ đã làm cho chủ đề thật lãng mạn và tươi đẹp trước sự ngạc nhiên của dì Phước. Mẹ cười nói, "Con gái à, ta cũng là giáo viên trước khi được là dì Phước thật sự. Đây là những đàn cá nhỏ của Thiên Chúa. Hãy cố gắng mang các em đến gần Thiên Chúa qua các bài học." Mẹ mong muốn các dì Phước thương yêu trẻ em như Đức Mẹ thương chúng ta. Không được la mắng bắt phạt các em. Chỉ có sự tốt bụng sẽ lưu lại trong tâm trí trẻ thơ lâu dài. Sau này các em lại là những cô gái, những người vợ, những người mẹ tốt lành. Mẹ yêu cầu các dì Phước canh chừng các em gái cẩn thận, tránh các sách báo nguy hại. Luôn nhắc chừng các hành vi không đúng đắn, giữ các em bầu bạn với nhau chan hòa. Khuyến khích các em chơi thể thao, bóng chuyền, bóng bàn hay bóng chày. Các em cũng được học may, vá, thêu, nấu ăn và các công việc nhà khác. Những khi xem các em hát, biểu diễn kịch là mẹ thư giãn thích thú nhất. Chất lượng việc học là mẹ quan tâm nhất để cho các em trở thành người thật tốt sau này. Một trong các lá thư gửi các dì Phước. Các con, trong tay các con là những thế hệ mới. Việc dạy học cần được đi theo tinh thần Kitô hữu và để vinh danh Thiên Chúa cũng như hội thánh của Ngài. Chỉ có vậy, các em mới có nền tảng đạo đức vững chắc, trở thành người con tốt trong gia đình và người công dân tốt ngoài xã hội. Công việc của các dì Phước là tạo thành cái khuôn đúng chuẩn mực về tinh thần, thể chất, gia đình và xã hội cho các em học theo. Ở Chicago, cha Morcini đã rất vui khi lớp học của mẹ chật kín 700 em. Đấy là trường học đầu tiên của mẹ ở Chicago. Với số lượng lớn người di dân, mẹ rất cần phải mở rộng trường học nữa. Trước khi về Nữ Ước, mẹ đã để lại các bản thảo kế hoạch cho một nhà trẻ em mồ côi và một bệnh viện. Khi về Nữ Ước, mẹ nhận được một cuộc điện thoại. Một nhóm gia đình giàu có đã đề nghị mẹ mở một trường học cho con cái của họ. Họ lo hết phòng, lớp học và hết tất cả các chi phí khác, kèm theo một khoản học phí khá đẹp gửi mẹ trước. Thế là đúng mong muốn của mẹ. Tháng 8 năm 1899, mẹ mua một khu nhà trên đường số 190 và đại lộ Fort Washington. Này là nhà thờ Thánh Tích, nơi an nghỉ của mẹ. Mẹ mở trường tư thục đầu tiên là Học viện Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Năm ấy mẹ đã 49 tuổi, dù sức khỏe yếu đi nhiều, mẹ Cát Vị Nghi vẫn chuẩn bị cho chuyến đi thăm tất cả các nhà dòng ngoài Hoa Kỳ. Lên tàu về Le Havre, mẹ viết thư cho các dì Phước ở lại Nữ Ước. Ngày 2 tháng 9 năm 1899, các dì Phước thân mến, sau lúc tôi vẫy chiếc khăn tay tạm biệt các chị tiễn tôi ra bến tàu, tôi ngồi xuống ghế và ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không thể tin nổi là tôi đang ở một mình với Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Và tôi nhận ra là tôi đang ở rất xa các chị, các dì Phước, và tôi cảm thấy buồn vì xa các chị. Dường như tôi còn muốn nói với các chị điều gì. Tôi tìm quanh xem ai có thể giúp gửi tin đến các chị.
nhưng hoàn toàn là xa cách bởi đại dương mênh mông. Trong khi những cơn mưa đại dương mênh mông càng làm tôi thêm sầu muộn. Chợt tôi tỉnh ra, tôi là một nhà truyền giáo thì tôi không được phép buồn. Và tôi bước vào trái tim Chúa Giê-xu. Nơi ấy tôi được gặp tất cả các chị. Nhưng tôi không thể nói được với ai. Tôi liền nài vang trái tim cực thánh nói giùm tôi điều gì đó mà tôi đã quên hay tôi chưa kịp nói. Đấy là đêm thứ hai tôi ở trên tàu La Torraine từ Nữ Ước về Le Havre. Sự mệt yếu đeo bám gặm nhấm tôi làm tôi kiệt quệ. Tôi đã thức giấc nhiều lần và mỗi lần ấy tôi phải mất vài phút để biết là tôi đang ở đâu. Vì tôi vẫn nghĩ tôi đang ở Nữ Ước. Tôi lại tiếp tục công việc truyền đạo với lòng sốt sắng không hề mệt mỏi. Tôi là bắt đầu và tôi lại tiếp tục công việc Ngài giao. Tâm can tôi không còn bình an bởi những gã độc ác như ma quỷ luôn gây những cản trở quái dị trên đường đi của tôi. Nhưng với ơn huệ của Thiên Chúa, tôi không để cho điều này được tiếp diễn. Khi tôi đang tập trung vào một công việc tôi cho là quan trọng, nhưng sự vâng lời gọi tôi đi làm việc khác, tôi phải đi ngay tức thì và không cần lo lắng về công việc hiện tại. Vì tôi tin tưởng vào Chúa Giê-xu sẽ ban thêm năng lượng, sự khôn ngoan để các dì phước tiếp tục công việc tôi còn dang dở. Khó khăn không thể làm các nàng dâu của Đức Lang Quân lo sợ, mà trái lại càng làm cho các dì thêm kiên định. Không bao giờ nản lòng với những thất bại, thường xuyên lạc quan, tin tưởng các thiên thần hộ mệnh dọn dẹp đường đi cho các chị bớt chông gai. Khi công việc thuận lợi thì tất cả sẽ có nụ cười, nhưng khi công việc khó khăn thì là cơ hội chứng tỏ sự bền chí. Hàng ngày thường xuyên suy xét lương tâm hai lần. Nếu bạn thấy tự cho phép bạn có ham muốn điều gì quá mức và những ham muốn này có khuynh hướng tâng bốc các gì lên cao theo gió thì phải hãm lại. Hãy hy sinh tất cả cái đó của bạn để dành thời gian sức lực phục vụ Chúa Giê-xu. Đấy là một định luật đẹp của tình yêu. Để kết thúc, tôi nói các gì là hiện nay, tôi giống như con cá. Dù tôi đang bệnh yếu, tôi cảm thấy ở trên biển thì tốt hơn ở trên đất liền. Đến Le Havre, mẹ đến thăm nhà dòng đầu tiên của mẹ ở Paris. Sau khi thấy mọi việc tốt đẹp ở đây, mẹ dành một ngày nghỉ ngơi thật đẹp để tận hiến tôn kính Thánh Bernadette ở Lộ Đức, Pháp Quốc. Có hai lý do để mẹ hành trình đi Tây Ban Nha, vì nơi đây là đất nước của Thánh Teresa thành Avila mà mẹ rất yêu quý. Mẹ đến đấy cũng để tuyển thêm các chị dự tu cho công cuộc truyền đạo của mẹ tại Nam Mỹ. Vì theo yêu cầu của Hoàng hậu Tây Ban Nha Maria Cristina đang cần thành lập nhà trẻ mồ côi ở Nam Mỹ, vì cuộc chiến Tây Ban Nha và các nước Nam Mỹ để lại rất nhiều trẻ em mồ côi ở đấy. Đến Tây Ban Nha, cho dù hoàng gia này hơi hão huyền và hàng giáo sĩ nơi đây cũng không khác mấy, mẹ cũng đã thành lập được một trường học ở Madrid và một nhà trẻ mồ côi ở Bilbao. Xong việc, mẹ có thể về lưu lại ý đại lợi yêu dấu vài ngày.
Chương 8. Năm 1900. Đó là năm thế giới sắp chuyển sang thế kỷ 20. Mẹ Francesca Xavier Cát Vị Nghi đã bước sang tuổi 50. Khuôn mặt mẹ trở nên trắng sáng, làm cho mẹ trở nên trẻ hơn so với tuổi, nhưng sức khỏe thì xuống rất thấp. Sự mệt mỏi làm cho mẹ đôi khi khó khăn lúc đứng dậy. Những cơn sốt thường xuyên đến làm cho mẹ không còn sức chịu đựng. Mẹ phải thường xuyên ở lại trong phòng một mình, rồi mẹ than thở nguyện cầu. Lạy Đấng Lang Quân, lạy Chúa Giêsu của con xin Ngài ban cho con một mong ước, là ban cho con nhiệt huyết như một nàng dâu mới. Vì con chưa làm được gì cho Ngài, con chưa làm được gì trên trần gian này cho Ngài. Về lại ý đại lợi, thay vì phải nghỉ ngơi, mẹ lại mở rộng hội dòng, mở thêm một nhà nguyện và một trường học ở Roma, một nhà trẻ nữ mồ côi ở Mariscano, ba dòng tu ở San Rafael, Città della Pieve và Turon. Mẹ Cát Vị Nghi đã cố gắng mang Chúa Giêsu đến tất cả các nơi mẹ có thể làm được. Những khó khăn trong việc duy trì hệ thống các nhà dòng của mẹ nằm rải rác trên khắp thế giới thì mẹ đành phó dâng cho trái tim cực thánh theo thánh ý Ngài. Lại một lần nữa, mẹ Cát Vị Nghi được gặp Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Ngài nay đã 90 tuổi rồi. Vẫn như mọi khi, Ngài đều dành cho mẹ những lời ưu ái nhất như là: con là người được Thiên Chúa chọn đi khắp thế giới. Ta nói với con là khí cụ của Thiên Chúa đi loan truyền tình yêu trái tim cực thánh. Thật là diễm phúc vô giá mà mẹ nhận được những lời khen ngợi từ Đức Thánh Cha. Ngày 30 tháng 11 năm 1900, tại Genoa, mẹ Cát Vị Nghi lại lên tàu Alphonsus đi đến đất nước Á Căn Đình. Hôm ấy đúng là một ngày lễ hội. Rất đông các dì phước và các em gái từ nhà dòng ở Genoa đưa tiễn mẹ ra bến tàu. Tại sảnh của con tàu, một em bé đã chơi dương cầm cùng với ban nhạc đủ các loại nhạc cụ. Họ chơi những bài hát vui nhộn động viên tiễn mẹ Cát Vị Nghi đi xa. Tàu Alphonsus sẽ khởi hành lúc 1 giờ chiều. Đúng giữa trưa, tiếng súng thần công vang lên, báo giờ chuẩn bị khởi hành. Tất cả mọi người đi tiễn đưa xuống tàu nhỏ về đất liền. Khi tàu nhỏ vừa rời xa, mẹ Cát Vị Nghi đi ra, đứng tựa lan can vẫy tay tạm biệt. Họ reo hò đáp lại làm mẹ xao xuyến. Mẹ đã viết: họ trở nên quá bất ngờ. Tất cả cùng đứng dậy vẫy tay lại, làm chiếc thuyền nhỏ bị chồng chành. Tôi tự hỏi, nếu họ có thể đi được trên mặt nước như Thiên Chúa của chúng ta, chắc là họ sẽ chạy lại gần tôi. Điểm dừng đầu tiên của tàu là thành phố Barcelona. Trong số những hành khách có một cha đạo là cha Terradas, người Mỹ Latin mà mẹ đã gặp. Cha Terradas đã cho mẹ một tin xấu là các dì phước ở Panama đang gặp nguy hiểm hơn đã từng gặp ở Nicaragua, vì nơi ấy nội chiến đang diễn ra. Mẹ vội nhờ người đi gửi điện đến các dì phước ở Panama với yêu cầu: hãy rời bỏ Panama, như ông Lot rời bỏ Sodom và Gomorrah. Hãy rủ bụi độc ác xuống chân, và tôi sẽ rất vui gặp lại các dì phước ở Á Căn Đình. Tàu tạm dừng ở Malaga, cho mọi người xuống mua sắm trước khi nhổ neo đi Á Căn Đình. Mọi người đi mua những thứ quý giá khác, riêng mẹ Cát Vị Nghi chỉ để mắt đến người bán hàng trên lưng con lừa chất đầy nho khô cho người ít có tiền.
mẹ đã mua rất nhiều nho khô mang lên tàu. Tại bàn ăn trên tàu, mẹ lấy ra một chai rượu vang do dì Phước Augustine, này đang là mẹ bề trên ở nhà dòng Lombardo, đóng gói hành lý cho mẹ. Họ khui rượu mời tất cả người quen. Ai cũng khen rượu ngon, tưởng từ Malaga, đặc biệt có cả một vị giám mục ở Montevideo. Cuối cùng thì họ biết đó là rượu được làm từ vùng Lombardo. Nhưng sức khỏe yếu lại đến thăm mẹ trên tàu. Mẹ đã viết như sau. Người bạn tri kỷ của tôi không bao giờ rời xa tôi. Xương tôi đau nhức khủng khiếp. Sức khỏe thì tuôn chảy đi đâu. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy đỡ hơn. Vì hôm nay là lễ truyền tin. Đức mẹ thêm sức cho tôi. Không lâu sau khi mẹ đến Á Canh Đình, các dì Phước từ Panama cũng thành công về đến Á Canh Đình. Mẹ vui mừng nói với họ. Ôi các con của ta, con có nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ các con sao? Các con thật xanh xao. Để mẹ các con tẩm bổ lại cho các con, cả về thể xác và linh hồn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho họ. Đúng như Đức Thánh Cha ở Roma đã nói, con người hiện đại đang chạy đua theo thực đơn của Diêm Vương. Lớp học của họ ngày nay là sự chết. Thật là kinh nghiệm cay đắng cho các dì Phước từng ở Panama. Mẹ đã viết, các dì Phước, thật là buồn khi thấy con người đang bị bóng đen tội lỗi vây quanh. Họ từ bỏ nhà thờ Công giáo, từ bỏ Thiên Chúa, Chúa Giê-xu. Họ chạy theo thuyết phiếm thần, Pantheism, chủ nghĩa duy vật. Họ cho là không có Thượng Đế, không có sự khác biệt giữa tốt và xấu. Không có gì tốt hơn là tích lũy của cải vật chất và hưởng thụ. Không biết những sai lầm này sẽ đẩy thế giới đi về đâu. 7 tháng mẹ ở Á Canh Đình, công việc của nhà dòng đơm hoa kết trái ở Buenos Aires, một trường học được mở rộng thêm. Người Á Canh Đình rất muốn mẹ mở thêm nhiều nhà dòng và trường học nữa. Họ mang đến cho mẹ quỹ vốn. Thế là mẹ đặt các dì từ Nicaragua và Panama trông coi 3 nhà dòng và 1 trường học ở 3 nơi là Flores, Rosario và Villa Mercedes. Giống như nhân vật Titan trong truyện thần thoại, mỗi lần rơi xuống mặt đất là lại có thêm sức mạnh. Dù rất yếu, mẹ lại lên tàu về Roma. Mẹ phải nằm nghỉ ở Roma mấy tuần, chưa đến một ngày. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 nay đã 92 tuổi. Ngài gửi đến cho mẹ 1 giỏ cam hái từ vườn của tòa thánh. Dường như đấy là quà từ Đức Lang Quân, là Chúa Giê-xu qua tay tòa thánh. Sau khi mẹ ăn vài trái cam, thì mẹ có thể rời giường bệnh đi đến gặp Đức Thánh Cha. Đấy có thể là lần cuối cùng mẹ Cát Vị Nghi được gặp người bạn tin cậy nhất của mẹ ở trần gian này. Lại có năng lượng, mẹ Cát Vị Nghi đi thăm tất cả nhà dòng ở Ý Đại Lợi, thăm nhà dòng ở Paris. Rất nhanh chóng, một trường học được mẹ mở ở Broccoli, ngoại ô London. Việc mở nhà dòng và trường học của mẹ Cát Vị Nghi, âu cũng là thánh ý của Thiên Chúa. Bên cạnh sự lắng nghe và sự sắc bén trong suy nghĩ, cũng như các biện pháp của mẹ phù hợp với thực tại, phương châm của mẹ là cắt vá quần áo cho phù hợp 4 mùa của hoàn cảnh thực tế. Không lâu sau khi nhà dòng, trường học và bệnh viện của mẹ ở Nữ Ước hoạt động tốt, các địa phận công giáo khác ở Hoa Kỳ liên tục gửi lời mời đến mẹ Cát Vị Nghi. Xã hội Hoa Kỳ thay đổi từng ngày, nhưng có 2 sự thay đổi không song hành
đó là kinh tế thì đi lên mạnh mẽ tất cả, nhưng đời sống của người lao động thì không khá là bao. Đấy có thể xem như là thời điểm đen tối của thế giới về bạo hành lao động. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã phải ban tông huấn Rerum Novarum, có thể xem như là bản hiến pháp Kitô hữu cho người lao động, Christian Magna Carta of Labor. Tuy nhiên, vật chất tăng rộng thì cũng có rất nhiều trái tim mở rộng. Rất nhiều người châu Âu nay trở nên giàu có. Họ thường tưởng nhớ thuở Hàn Vi và họ gửi tặng mẹ Cát Vị Nghi những số tiền rất lớn. Nếu không có những tấm lòng hào hoa này, thì việc mở nhà dòng và trường học cũng ít nhiều khó khăn. Người di dân Ý sống tản mát khắp Huê Kỳ, cho nên việc có các dì phước nói tiếng Ý đại lợi là tối cần thiết cho các trẻ em di dân. Tháng 7 năm 1902, mẹ Cát Vị Nghi trên đường đến Denver, tiểu bang Colorado để mở trường học theo thư mời của Đức Giám Mục Matz, nơi mà có rất nhiều người Ý đại lợi làm công nhân khai thác hầm mỏ sinh sống. Denver là một thành phố nhiều núi non của tiểu bang cảnh trời nhiều màu sắc đẹp Colorado. Giám mục Matt đã dành sẵn cho mẹ một nhà thờ cũ để làm trường học, thì mẹ đi xe lửa đến khắp cùng các hầm mỏ. Có lúc chuyến hành trình cong lượn theo vách núi nhiều màu sắc, có đôi lúc chuyến tàu xuyên qua hẻm núi lượn xuống các hầm mỏ sâu. Mẹ vô thang lồng xuống hầm với cây đèn thợ mỏ trong tay để gặp các nhân công. Giữa những tiếng búa đục vách núi là những người đàn ông ở trần, ướt thẫm mồ hôi. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nghe được giọng nói của phụ nữ, mờ mờ trong ánh đèn là bóng dáng các dì phước. Mẹ Cát Vị Nghi dương cao thánh giá nói: "Các anh bạn thân mến, chúng tôi xuống đất sâu tìm kiếm các bạn nhân danh Chúa Giêsu, người đã bị đóng đinh vì yêu thương các bạn." Trái tim của những người thợ như vỡ ra, họ không nói thành lời khi nghe tên con Thiên Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Họ lặng lẽ tháo mũ, tiến lại quỳ trước thánh giá và hôn thánh giá, gợi lại cho họ lúc còn là trẻ thơ, hàng năm lên hôn thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh. Sự hiện diện của mẹ Cát Vị Nghi và các dì phước dưới hầm sâu tựa như thiên thần từ thiên đàng xuống thăm họ. Sau rất nhiều năm mù mịt trong bóng tối nơi xứ lạ, cuộc viếng thăm này làm họ hân hoan và ghi nhớ cho đến ngày cuối đời họ. Và một túp lều dài được dành cho mẹ. Cuối ngày, họ trong quần áo sạch sẽ, chuẩn bị thức ăn và rượu tiếp đãi mẹ. Họ reo hò hân hoan khi nghe thông báo là một trường công giáo sẽ thành lập để dành cho các con cái của họ. Dường như Thiên Chúa đã đem khích lệ tinh thần đến cho họ qua mẹ Cát Vị Nghi và các dì phước. Những người đàn ông thô lỗ sống trong hầm và trong các láng trại này bỗng dưng như trẻ thơ. Họ chia sẻ với mẹ tất cả những khó khăn như xa nhà, điều kiện lao động khắc nghiệt, tai nạn có thể để lại những quá phụ và những trẻ em mồ côi. Trước khi rời các láng trại, các công nhân hứa là họ và gia đình sẽ đến thăm trường học. Trăn trở về cơn sốt kim loại màu vàng, mẹ viết thư cho các dì phước: "Mọi người đang chạy theo những thứ vàng ảo. Chỉ khi nào các trẻ của ngài hiểu được rằng chỉ một hành động hy sinh nhỏ với tấm lòng thanh khiết thì đấy mới là vàng thật, mà không có trộm cướp nào có thể lấy được. Việc các dì phước của chúng ta xuống thăm các thợ mỏ có ý nghĩa quan trọng. Các dì phước được tận mắt thấy cảnh lao động gian khổ. Các thợ mỏ được các dì phước nhắc nhở họ phần linh hồn và về phần xác. Họ là những người đàn ông chủ của gia đình.
cần mang lại cho họ tinh thần lạc quan hơn. Ôi, nếu một tiếng nói của Thiên Chúa ít nhất có thể tiếp cận được những người nghèo khó và gian khổ, làm thay đổi họ trở nên thánh thiện hơn và giúp họ sinh hoa kết trái cho sự vĩnh hằng, thì thật là diễm phúc biết nhường nào. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện Cuộc đời mẹ bề trên Francesca Cát Vị Nghi xin tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị đón nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Và xin Thánh Cabrini Cát Vị Nghi chuyển cầu cùng Chúa những ý nguyện cầu của chúng con. Amen. Hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Cho con yêu thương.
Cho con yêu thương và cho